Hello everyone, welcome back to lời giải hay.com. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh lời giải hay.com. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu Unit 5, Science and Technology. Chúng mình sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu bài số 5, chủ đề là khoa học và công nghệ. Lesson 2, tiết học số 2. Sau tiết học số 2 thì chúng mình có thể so sánh robots. Chúng mình sẽ sử dụng được các trạng từ so sánh. Trong phần conversation skill là phần kỹ năng hội thoại thì chúng mình sẽ thể hiện được sự đồng ý. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay nhé. Let's begin with let's talk. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với phần nói. Chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi là: bạn nghĩ các robot có thể làm gì? Bạn nghĩ robot nào sẽ tốt hơn khi làm một người dọn dẹp? Robot nào sẽ tốt hơn khi làm bác sĩ? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này như sau. In the pictures, I think the robots can serve and clean. I think the robot on the left will be better as a cleaner and the robot on the right will be better as a doctor. Trong các bức tranh, tôi nghĩ các robot có thể phục vụ và dọn dẹp. Tôi nghĩ robot ở bên trái sẽ tốt hơn khi làm người dọn dẹp và robot ở bên phải sẽ tốt hơn khi làm bác sĩ. Now let's move to new words. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần từ mới. Ở phần A, chúng mình sẽ nối các từ được gạch chân với các định nghĩa, nghe và lặp lại. Câu số 1. Chúng tôi đã gửi các robot cứu hộ để tìm kiếm người sau trận động đất. Ở đây rescue mang nghĩa là cứu hộ hay là sự giải cứu. Sự giải cứu. Câu số 1, người ta đã làm mẫu cho chúng mình rồi. Số 1 chúng mình sẽ nối với đáp án B. Giải cứu là cứu ai đó hoặc cái gì đó khỏi tình huống nguy hiểm. 1 chúng mình sẽ nối với B. Tiếp theo câu số 2. Nhiều nhà máy sử dụng robot để nâng máy móc và hộp nặng. Ở đây lift mà nghĩa là nâng lên. Nâng lên. Lift, nâng lên chúng mình sẽ nối với đáp án D. Nâng lên là đặt ai đó hoặc cái gì đó ở một vị trí cao hơn. 2 chúng mình sẽ nối với đáp án D. Câu số 3, chúng tôi sẽ hoàn thành thiết kế cho một robot mới vào tuần tới. Tiếp theo chúng tôi cần chế tạo và thử nghiệm nó. Ở đây complete mà nghĩa là hoàn thành. Hoàn thành. Complete, hoàn thành, chúng mình sẽ nối với đáp án E. Finish making or doing something. Hoàn thành việc làm hoặc là làm một thứ gì đó. 3 chúng mình sẽ nối với E. Câu số 4. Sau một thảm họa, robot có thể giúp tìm kiếm người bởi vì chúng có thể điều hướng qua các tình huống nguy hiểm mà con người không thể làm được. Ở đây navigate mà nghĩa là điều hướng hay là vận hành. Điều hướng. Navigate, điều hướng chúng mình sẽ nối với đáp án là F. Tìm đường đi qua một nơi khó khăn. 4 chúng mình sẽ nối với F. Tiếp theo câu số 5. Cánh tay robot mới của chúng tôi có thể nhặt các đồ vật khác nhau một cách nhanh chóng và cẩn thận. Nó có thể nhặt một quả trứng mà không làm vỡ nó. Ở đây carefully mang nghĩa là một cách cẩn thận. Là trạng từ mang nghĩa là một cách cẩn thận. Carefully, một cách cẩn thận, chúng mình sẽ nối với đáp án A. Với rất nhiều sự chú ý đến những gì mà bạn đang làm để bạn không mắc sai lầm. 5 chúng mình sẽ nối với A. Câu số 6. Không có nhiều robot có thể di chuyển một cách yên lặng. Chúng thường gây ra rất nhiều tiếng ồn. Ở đây quietly mang nghĩa là một cách yên lặng. Từ này là trạng từ. Mang nghĩa là một cách yên lặng. Quietly, một cách yên lặng, chúng mình sẽ nối với đáp án C. Theo cách mà tạo ra rất ít tiếng ồn. 6 chúng mình sẽ nối với đáp án C. Câu số 7, robot có thể nhận ra giọng nói của con người và làm theo những gì mà họ nói. Ở đây recognize mang nghĩa là nhận ra. Recognize, nhận ra, chúng mình sẽ nối với đáp án là H. Biết ai đó là ai khi bạn nghe hoặc nhìn thấy họ. Ở đây câu số 7 chúng mình sẽ nối với đáp án là H. Câu số 8, robot có thể di chuyển một cách an toàn ở những nơi nguy hiểm mà con người không thể làm được. Chúng không cảm thấy đau. Safely ở đây mang nghĩa là một cách an toàn. Từ này là trạng từ. Safely, một cách an toàn, chúng mình sẽ nối với đáp án là G. Không bị tổn hại, hư hỏng hay là mất mát. 8 chúng mình sẽ nối với G. Bây giờ chúng mình sẽ cùng listen and repeat, nghe và lặp lại những từ mới này nhé. Unit 5, Science and Technology. Lesson 2, New Words. Listen and repeat. Number 1. Rescue. Rescue. Number 2. Lift. Lift. Number 3. Complete. Complete. Number 4. Navigate. Navigate. Number 5. Carefully. Carefully. Number 6. Quietly. Quietly. Number 7. Recognize. Recognize. Number 8. Safely. Safely. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp, nói về điều gì đó mà bạn vừa hoàn thành và điều gì đó bạn có thể làm một cách cẩn thận hoặc là một cách yên lặng. Ví dụ, I completed my math homework last night. Tôi đã hoàn thành bài tập toán của mình tối qua. I usually cook carefully so that I don't cut my fingers. Tôi thường nấu ăn cẩn thận để tôi không bị đứt tay. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này như sau. I completed my housework yesterday. Tôi đã hoàn thành việc nhà của mình ngày hôm qua. I always do my test carefully so that I don't make mistakes. Tôi luôn luôn làm bài kiểm tra của mình một cách cẩn thận để tôi không mắc lỗi. Now let's move to listening. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần nghe. Ở phần A chúng mình sẽ nghe tường thuật về cuộc thi robot. Trả lời câu hỏi mục đích của tường thuật này là gì? Number 1, to tell the audience what's happening. Nói cho khán giả biết điều gì đang xảy ra. Number 2, to tell the audience the final results. Nói cho khán giả biết kết quả cuối cùng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe bài nghe và trả lời câu hỏi này nhé. Listening. Listen to a report about a robot competition. Hello, I'm John Miller. And I'm Ashley Thompson. We're at the 2078 Robo Olympics. Let's take a look at the rescue task. Twitchy is currently in the first place. Let's see if any robots can complete the rescue faster than her. Big Dog is doing his second try. In his first try, he climbed the stairs very quickly and fell. He's climbing the stairs more carefully and slowly this time. He did it! He's moving more quickly towards the wall. Robots need to navigate really well to complete this climbing task. Unfortunately, Big Dog is doing worse than Twitchy. I don't think he'll beat Twitchy. I agree. Now let's go to the lift and carry task. 3 robots are competing. Octopus 1 is the fastest and lifting the first object. Tsunami and Wall-E are catching up. Tsunami can't lift the ball. I think he needs to move more carefully. Yeah, Wall-E is doing better than Octopus 1. He's moving the objects very quickly and steady. Ok, và chúng mình có thể nghe thấy trong bài nghe đó là John Miller và Ashley Thompson, hai người đang tường thuật về cuộc thi Rover Olympics năm 2078 ở nhiệm vụ giải cứu cũng như là nhiệm vụ nâng và mang hai người đang nói cho khán giả biết điều gì đang xảy ra. Như vậy thì phần A chúng mình sẽ chọn number 1, to tell the audience what's happening. Chúng mình sẽ khoanh tròn vào number 1. Mục đích của tường thuật này là nói cho khán giả biết điều gì đang xảy ra. Tiếp theo phần B, bây giờ chúng mình sẽ nghe và viết true or false. Chúng mình sẽ viết đúng hay là sai. Câu số 1, Twitchy đã hoàn thành nhiệm vụ chậm hơn các robot khác. Câu này người ta đã làm mẫu chúng mình rồi. Số 1 chúng mình điền là false, tức là sai. Câu số 2, Big Dog leo cầu thang nhanh hơn trong lần thử thứ hai của mình. Câu số 3, các diễn giả nghĩ Big Dog sẽ làm tốt hơn Twitchy. Câu số 4, Octopus 1 đang nâng vật thể đầu tiên của mình trong nhiệm vụ nâng và mang. Câu số 5, Wendy đang làm tệ hơn Octopus 1. Bây giờ chúng mình sẽ nghe lại bài nghe và chúng mình sẽ cùng điền true or false, đúng hay là sai nhé. Listening. Listen to a report about a robot competition. Hello, I'm John Miller, and I'm Ashley Thompson. We're at the 2078 Robo Olympics. Let's take a look at the rescue task. Twitchy is currently in the first place. Let's see if any robots can complete the rescue faster than her. Ở đây chúng mình có thể nghe thấy thông tin Twitchy is currently in the first place. Let's see if any robots can complete the rescue faster than her. Twitchy hiện đang ở vị trí đầu tiên. Hãy xem liệu có robot nào có thể hoàn thành cuộc giải cứu nhanh hơn cô ấy được hay không. Như vậy thì number 1, Twitchy đã hoàn thành nhiệm vụ chậm hơn các robot khác. Câu này là sai và chúng mình sẽ điền là false. Big Dog is doing his second try. In his first try, he climbed the stairs very quickly and fell. He's climbing the stairs more carefully and slowly this time. He did it! He's moving more quickly towards the wall. Ở đây chúng mình có thể nghe thấy thông tin về Big Dog, đó là in his first try, he climbed the stairs very quickly and fell. He's climbing the stairs more carefully and slowly this time. Trong lần thử đầu tiên của mình thì anh ấy đã leo cầu thang rất nhanh và bị ngã. Anh ấy đang leo cầu thang cẩn thận hơn và chậm hơn lần này. Như vậy thì câu số 2, Big Dog leo cầu thang nhanh hơn trong lần thử thứ hai của mình. Câu này sai và chúng mình điền là false. He did it! He's moving more quickly towards the wall. Robots need to navigate really well to complete this climbing task. Unfortunately, Big Dog is doing worse than Twitchy. I don't think he'll beat Twitchy. I agree. Now let's go to the... Ở đây chúng mình có thể nghe thấy thông tin là unfortunately, Big Dog is doing worse than Twitchy. I don't think he'll beat Twitchy. Thật không may, Big Dog đang làm tệ hơn Twitchy. Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ đánh bại được Twitchy. Như vậy thì câu số 3, diễn giả nghĩ Big Dog sẽ làm tốt hơn Twitchy. Câu này sai và chúng mình sẽ điền là false. Now let's go to the lift and carry task. Three robots are competing. Octopus 1 is the fastest and lifting the first object. Tsunami and Wall-E are catching up. Ở đây chúng mình có thể nghe thấy thông tin là now let's go to the lift and carry task. Nào bây giờ hãy cùng chuyển sang nhiệm vụ nâng và mang. Octopus 1 is the fastest and lifting the first object. Octopus 1 là nhanh nhất và đang nâng vật đầu tiên. Như vậy thì câu số 4, Octopus 1 đang nâng vật đầu tiên của mình trong nhiệm vụ nâng và mang. Câu này đúng, chúng mình sẽ điền là true. Tsunami and Wall-E are catching up. Tsunami can't lift the ball. I think he needs to move more carefully. Yeah, Wall-E is doing better than Octopus 1. He's moving the objects very quickly and steadily. Ở đây chúng mình có thể nghe thấy là Wendy is doing better than Octopus 1. Wendy đang làm tốt hơn Octopus 1. Như vậy thì câu số 5, Wendy đang làm tệ hơn Octopus 1. Câu này sai và chúng mình sẽ điền là false. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe lại bài nghe kèm theo bản transcript của cô để chúng mình sẽ cùng đối chiếu đáp án nhé. Listening. Listen to a report about a robot competition. Hello, I'm John Miller, and I'm Ashley Thompson. We're at the 2078 Robo Olympics. Let's take a look at the rescue task. Twitchy is currently in the first place. Let's see if any robots can complete the rescue faster than her. Big Dog is doing his second try. In his first try, he climbed the stairs very quickly and fell. He's climbing the stairs more carefully and slowly this time. He did it! He's moving more quickly towards the wall! Robots need to navigate really well to complete this climbing task. Unfortunately, Big Dog is doing worse than Twitchy. I don't think he'll beat Twitchy. I agree. Now let's go to the lift and carry task. 3 robots are competing. Octopus 1 is the fastest and lifting the first object. Tsunami and Wall-E are catching up. Tsunami can't lift the ball. I think he needs to move more carefully. Yeah, Wall-E is doing better than Octopus 1. He's moving the objects very quickly and steadily. Bây giờ cô sẽ dịch đoạn transcript này để chúng mình có thể hiểu được rõ hơn nội dung bài nghe này nhé. Xin chào, tôi là John Miller và tôi là Ashley Thompson. Chúng tôi đang ở Robo Olympics năm 2078. Hãy cùng xem nhiệm vụ giải cứu. Twitchy hiện đang ở vị trí đầu tiên. Hãy xem liệu có robot nào có thể hoàn thành cuộc giải cứu nhanh hơn cô ấy không. Big Dog đang thử lần thứ 2 của mình. Trong lần thử đầu tiên của mình, anh ấy đã leo cầu thang rất nhanh và bị ngã. Anh ấy đang leo cầu thang cẩn thận hơn và chậm hơn lần này. Anh ấy đã làm được. Anh ấy đang di chuyển nhanh hơn về phía bức tường. Robot cần điều hướng thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ leo này. Thật không may, Big Dog đang làm tệ hơn Twitchy. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ đánh bại Twitchy. Tôi đồng ý, bây giờ hãy chuyển sang nhiệm vụ nâng và mang. 3 robot đang tranh tài. Octopus 1 là nhanh nhất và đang nâng vật đầu tiên. Tsunami và Wendy đang đuổi kịp. Tsunami không thể nâng quả bóng lên. Tôi nghĩ anh ấy cần di chuyển cẩn thận hơn. Vâng, Wendy đang làm tốt hơn Octopus 1. Anh ấy đang di chuyển các vật thể rất nhanh và... Tiếp theo phần C, chúng mình sẽ đọc hộp kỹ năng hội thoại, sau đó nghe và lặp lại. Conversation skill, kỹ năng hội thoại. Thể hiện sự đồng ý. Để thể hiện bạn đồng ý với ai đó, hãy nói I agree, tôi đồng ý, hoặc là you are right, bạn đúng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng listen and repeat. Chúng mình sẽ cùng nghe và lặp lại nhé. Conversation skill. I agree. You're right. Chúng mình hãy cùng lặp lại theo cô nhé. I agree. You're right. Phần D, bây giờ chúng mình sẽ nghe lại đoạn hội thoại và đánh dấu vào cụm từ mà chúng mình nghe được. Chúng mình sẽ cùng nghe lại nhé. Listening. Listen to a report about a robot competition. Hello, I'm John Miller, and I'm Ashley Thompson. We're at the 2078 Robo Olympics. Let's take a look at the rescue task. Twitchy is currently in the first place. Let's see if any robots can complete the rescue faster than her. Big Dog is doing his second try. In his first try, he climbed the stairs very quickly and fell. He's climbing the stairs more carefully and slowly this time. He did it! He's moving more quickly towards the wall. Robots need to navigate really well to complete this climbing task. Unfortunately, Big Dog is doing worse than Twitchy. I don't think he'll beat Twitchy. I agree. Now let's go to the lift and carry task. 3 robots are competing. Octopus 1 is the fastest and lifting the first object. Tsunami and Wall-E are catching up. Tsunami can't lift the ball. I think he needs to move more carefully. Yeah, Wall-E is doing better than Octopus 1. He's moving the objects very quickly and steadily. Tiếp theo phần E, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi là bạn nghĩ gì về Robo Olympics? Bạn có muốn xem hoặc tham gia vào chúng không? Tại sao hoặc là tại sao không? Đây là câu hỏi critical thinking, câu hỏi tư duy phản biện. Ở đây có một ví dụ chúng mình. I think the Robo Olympics are fun. I'd like to watch them and see how robots do different things. Yes, I agree. Tôi nghĩ Robo Olympics rất là thú vị. Tôi muốn xem chúng và xem robot làm những việc khác nhau như thế nào. Vâng, tôi đồng ý. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu này như sau. Chúng mình có thể trả lời câu này như sau. I think the Robo Olympics are interesting. I'd like to watch them and see how robots complete the task. Yes, I agree. Tôi nghĩ Robo Olympics rất là thú vị. Tôi muốn xem chúng và xem robots hoàn thành các nhiệm vụ như thế nào. Vâng, tôi đồng ý. The next part is grammar, meaning and use. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần ngữ pháp, ý nghĩa và cách sử dụng. Nội dung phần ngữ pháp hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về comparative adverbs là so sánh hơn của trạng từ. Chúng ta có thể sử dụng so sánh hơn của trạng từ để so sánh hai hành động. Ví dụ, Tsunami moves more slowly than Octopus 1. Tsunami di chuyển chậm hơn Octopus 1. Wendy can jump higher than Twitchy. Wendy có thể nhảy cao hơn Twitchy. Phần A chúng mình sẽ đọc về so sánh hơn của trạng từ và điền vào chỗ trống. Ở đây chúng mình có thể thấy hai bức tranh. Bức tranh đầu tiên, Boomer chạy với vận tốc là 12 km/h, còn Looper chạy với vận tốc là 14 km/h. Như vậy thì Looper chạy nhanh hơn Boomer, và ở đây chúng mình sẽ điền là Looper runs nhanh hơn, đó là faster. Looper runs faster than Boomer. Looper chạy nhanh hơn Boomer. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ nghe và kiểm tra lại câu trả lời của chúng mình. Nghe lại và lặp lại. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Grammar. Listen and repeat. Looper runs faster than Boomer. Ok, chúng mình cùng lặp lại theo cô nhé. Looper runs faster than Boomer. The next part is grammar, form and practice. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là ngữ pháp, dạng thức và thực hành. Chúng mình vẫn sẽ tìm hiểu về comparative adverbs là so sánh hơn của trạng từ. Ví dụ, KidBot's battery lasts longer than FrogFood's. Pin của KidBot thì kéo dài lâu hơn pin của FrogFood. Wendy moves more slowly than Tsunami. Wendy di chuyển chậm hơn Tsunami. Jiki completed the rescue task worse than Sparky. Jiki đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tệ hơn Sparky. Chúng mình sẽ cùng quan sát bảng kind of adverbs là loại trạng từ. Comparative là so sánh hơn. Trạng từ có một âm tiết. So sánh hơn thì chúng mình sẽ thêm đuôi er. Ví dụ, fast là trạng từ có một âm tiết, và khi so sánh hơn thì chúng mình sẽ thêm er chuyển thành faster. Tiếp theo là trạng từ có một âm tiết mà kết thúc bằng e. So sánh hơn chúng mình sẽ thêm r. Ví dụ, từ late là trạng từ có một âm tiết mà kết thúc bằng e. Chuyển sang so sánh hơn thì chúng mình sẽ thêm r thành later. Tiếp theo là trạng từ có hai hoặc nhiều âm tiết. Ở dạng thức so sánh hơn thì chúng mình sẽ thêm more. Ví dụ, quickly. Quickly là trạng từ có hai âm tiết, và khi so sánh hơn thì chúng mình sẽ thêm more vào. Chúng mình sẽ chuyển thành more quickly. Một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như là well thì chúng mình sẽ chuyển thành better. Badly chúng mình sẽ chuyển thành worse. Far chúng mình chuyển thành farther. Much hoặc là many chúng mình chuyển thành more. Little chúng mình sẽ chuyển thành less. Early chúng mình sẽ chuyển thành earlier. Y dài chúng mình chuyển thành y ngắn và thêm er. Lưu ý nhé. Tiếp theo phần A, chúng mình sẽ đọc các ví dụ và ghi chú ở bên trên, sau đó điền vào các chỗ trống. Câu số 1, Redbot đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn Blackbot. Câu này là câu so sánh hơn với trạng từ có một âm tiết, đó là từ fast. Câu này người ta đã làm mẫu chúng mình rồi, chúng mình chỉ cần thêm er và đằng sau từ fast. Số 1 chúng mình sẽ điền là faster. Redbot completed the task faster than Blackbot. Tiếp theo câu số 2, FR-61 hoạt động chăm chỉ hơn Wendy. Đây cũng là câu so sánh với trạng từ có một âm tiết là từ hard. Cho nên là ở đây chúng mình sẽ chỉ cần thêm er vào đằng sau từ hard. Number 2 chúng mình sẽ điền là harder. FR-61 was harder than Wendy. Tiếp theo câu số 3, Spider 81 hoạt động êm hơn Order 89. Đây là câu so sánh hơn với trạng từ có 3 âm tiết là từ quietly. Ở đây so sánh hơn với trạng từ có 3 âm tiết thì chúng mình sẽ cần thêm more vào đằng trước trạng từ. Và câu số 3 chúng mình sẽ điền là more quietly. Spider 81 was more quietly than Arrow 89. Tiếp theo câu số 4, Arrow 80 điều hướng tốt hơn GOT 52. Câu này là câu so sánh hơn với trạng từ. Ở đây trạng từ là well. Well sẽ rơi vào trường hợp ngoại lệ, exceptions, ngoại lệ. Well ở đây chúng mình sẽ chuyển thành better. Như vậy thì câu số 4 chúng mình sẽ điền từ better. Arrow 80 navigates better than GOT 52. Câu số 5, PH thi đấu kém hơn Rover 32. Đây là câu so sánh hơn với trạng từ badly. Ở đây badly là rơi vào trường hợp ngoại lệ. So sánh hơn của badly đó là worse. Cho nên câu số 5 chúng mình sẽ điền là was. PRH did worse in the competition than Rover 32. Tiếp theo câu số 6, Jiki lái xe an toàn hơn Buster. Đây là câu so sánh hơn với trạng từ có hai âm tiết, đó là safely. Ở đây câu so sánh hơn với trạng từ có hai âm tiết thì chúng mình sẽ cần thêm more vào đằng trước trạng từ. Câu số 6 chúng mình sẽ điền là more safely. Jiki drives more safely than Buster. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ viết các câu sử dụng các trạng từ và thông tin ở bên phải. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin ở bên phải. Stumpy có thể nhảy 1,5 m, Flying Chicken có thể nhảy 1,1 m, Stumpy có thể chạy 23 km/h, Flying Chicken có thể chạy 33 km/h, Stumpy có thể bay 30 km và Flying Chicken có thể bay 34 km. Stumpy có thể nhận ra giọng nói rất tốt, Flying Chicken có thể nhận ra giọng nói tốt. Stumpy pin kéo dài 48 giờ và Flying Chicken pin kéo dài 36 giờ. Number 1, high, cao. Ở đây người ta đã làm mẫu chúng mình rồi. Stumpy can jump higher than Flying Chicken. Stumpy có thể nhảy cao hơn Flying Chicken. Ở đây Stumpy có thể nhảy 1,5 m và Flying Chicken có thể nhảy 1,1 m. Như vậy thì Stumpy có thể nhảy cao hơn Flying Chicken. Number 2, quickly, nhanh. Stumpy có thể chạy 23 km/h và Flying Chicken có thể chạy 33 km/h. Như vậy thì Flying Chicken có thể chạy nhanh hơn Stumpy. Và câu này chúng mình sẽ viết lại như sau. Flying Chicken can run more quickly than Stumpy. Flying Chicken có thể chạy nhanh hơn Stumpy. Tiếp theo number 3, far. Far là xa. Stumpy có thể bay 30 km và Flying Chicken có thể bay 34 km. Như vậy thì Flying Chicken có thể bay xa hơn Stumpy. Và câu này chúng mình sẽ viết lại như sau. Flying Chicken can fly farther than Stumpy. Flying Chicken có thể bay xa hơn Stumpy. Đây là câu so sánh hơn với trạng từ. Trạng từ ở đây là trạng từ far và far ở đây là trường hợp ngoại lệ. Và khi chuyển sang so sánh hơn thì far chúng mình sẽ chuyển thành farther. Lưu ý nhé. Number 4, well, tốt. Chúng mình sẽ cùng quan sát. Stumpy có thể nhận ra giọng nói rất tốt và Flying Chicken có thể nhận ra giọng nói tốt. Như vậy thì Stumpy có thể nhận ra giọng nói tốt hơn Flying Chicken. Và câu này chúng mình sẽ viết lại như sau. Stumpy can recognize voices better than Flying Chicken. Stumpy có thể nhận ra giọng nói tốt hơn Flying Chicken. Đây là câu so sánh hơn với trạng từ well. Và trạng từ well là trạng từ ở trường hợp ngoại lệ. Khi chuyển sang so sánh hơn, chúng mình sẽ chuyển thành better. Chúng mình lưu ý nhé. Tiếp theo number 5, long, lâu. Stumpy pin kéo dài 48 giờ và Flying Chicken pin kéo dài 36 giờ. Như vậy thì pin của Stumpy lâu hơn pin của Flying Chicken. Và câu này chúng mình sẽ viết lại như sau. Stumpy's battery lasts longer than Flying Chicken's. Pin của Stumpy lâu hơn pin của Flying Chicken. Tiếp theo phần C, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp. Dành ra 3 phút để ghi nhớ thông tin trong nhiệm vụ A và B, sau đó gấp sách lại và kiểm tra trí nhớ của bạn với bạn của bạn. Ví dụ, Redbot completed the task faster than Blackbot. That's right. Redbot đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn Blackbot. Đúng vậy. Bây giờ chúng mình sẽ dành ra 3 phút để chúng mình ghi nhớ thông tin trong nhiệm vụ A và B. Sau đó thì chúng mình sẽ gấp sách lại và chúng mình sẽ kiểm tra trí nhớ của chúng mình cùng với bạn của chúng mình. Phần này chúng mình sẽ cùng thực hành với bạn cùng bàn của chúng mình. Rất đơn giản phải không nào? The next part is pronunciation. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần phát âm. Phần phát âm ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về word stress là trọng âm của từ. A. Nhấn trọng âm vào âm tiết đầu tiên đối với hầu hết các từ có 3 âm tiết kết thúc bằng ly. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Pronunciation. B. Carefully. Quietly. Perfectly. Ok, chúng mình cùng lặp lại theo cô nhé. Carefully. Quietly. Perfectly. Từ đầu tiên, carefully Đây là trạng từ có 3 âm tiết, từ này mang nghĩa là một cách cẩn thận. Trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ tiếp theo, quietly. Quietly là trạng từ có 3 âm tiết, từ này mang nghĩa là một cách yên lặng. Trọng âm của từ này cũng rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ tiếp theo, perfectly. Perfectly là trạng từ có 3 âm tiết, từ này mang nghĩa là một cách hoàn hảo. Trọng âm của từ này cũng rơi vào âm tiết thứ nhất. Cả 3 từ này đều là trạng từ có 3 âm tiết, đều kết thúc bằng đuôi ly và trọng âm của cả 3 từ này đều rơi vào âm tiết thứ nhất. Tiếp theo phần C, chúng mình sẽ nghe và gạch bỏ đi từ mà có trọng âm khác. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe nhé. Pronunciation. C. Recently. Happily. Usually. Exactly. Ok, và từ mà có trọng âm khác ở đây đó là exactly. Exactly, từ này có 3 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Và đây exactly mang nghĩa là một cách chính xác. Từ đầu tiên recently. Recently mang nghĩa là gần đây. Từ này là trạng từ có 3 âm tiết và trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ tiếp theo happily. Happily là trạng từ có 3 âm tiết, từ này mang nghĩa là hạnh phúc và trọng âm của từ này rơi vào âm tiết thứ nhất. Từ tiếp theo usually. Usually là trạng từ có 3 âm tiết, từ này mang nghĩa là thường xuyên, trọng âm của từ này cũng rơi vào âm tiết thứ nhất. Ở đây chúng mình có recently, happily và usually, trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ nhất, chỉ có exactly trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, cho nên là chúng mình sẽ gạch bỏ exactly. Tiếp theo phần D, chúng mình sẽ đọc các từ với trọng âm đúng cho bạn cùng bàn của chúng mình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc theo cô nhé. Carefully, quietly, perfectly, recently, happily, usually, exactly. Now let's move to practice. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần thực hành. Thay phiên nhau đặt câu sử dụng so sánh hơn của trạng từ và thông tin bên dưới. Ví dụ, Lucy cleans faster than Eddie and Andy. Lucy dọn dẹp nhanh hơn Eddie và Andy. Andy cleans faster than Eddie. Andy dọn dẹp nhanh hơn Eddie. Kết quả thử nghiệm Robo Friend làm tất cả. Chúng mình sẽ cùng quan sát bảng. Dọn dẹp nhanh, Lucy 5 sao, Eddie 3 sao và Andy 4 sao. Dọn dẹp cẩn thận, Lucy 2 sao, Eddie 4 sao và Andy 3 sao. Hoàn thành nhiệm vụ một cách yên tĩnh, Lucy 4 sao, Eddie 5 sao và Andy 2 sao. Điều hướng tốt, Lucy 4 sao, Eddie 2 sao và Andy 5 sao. Lái xe an toàn, Lucy 2 sao, Eddie 1 sao và Andy 5 sao. Di chuyển xa trong một lần sạc, Lucy 3 sao, Eddie 5 sao và Andy 2 sao. Nhảy đẹp, Lucy 4 sao, Eddie 5 sao và Andy 3 sao. Pin kéo dài, Lucy 10 giờ, Eddie 8 giờ và Andy 12 giờ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình đặt câu sử dụng so sánh hơn của trạng từ cũng như là các thông tin trong bảng này nhé. Ok, và chúng mình có thể đặt một số câu như sau. Eddie cleans more carefully than Lucy and Andy. Eddie dọn dẹp cẩn thận hơn Lucy và Andy. Lucy completes tasks more quietly than Andy. Lucy hoàn thành nhiệm vụ yên tĩnh hơn Andy. Andy navigates better than Lucy and Eddie. Andy điều hướng tốt hơn Lucy và Eddie. Andy drives more safely than Lucy and Eddie. Andy lái xe an toàn hơn Lucy và Eddie. Eddie travels farther on one charge than Lucy. Eddie di chuyển xa hơn trong một lần sạc hơn là Lucy. Lucy dances more beautifully than Andy. Lucy nhảy đẹp hơn Andy. Andy's battery lasts longer than Lucy's. Pin của Andy lâu hơn pin của Lucy. Now let's move to the last part, speaking. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần nói. Chủ đề phần nói ngày hôm nay đó là Which robot for the job? Robot nào dành cho công việc? Ở đây chúng mình sẽ sử dụng kỹ năng giao tiếp, chúng mình sẽ bày tỏ sự đồng ý. Phần A, bạn đang thảo luận xem robot nào có thể phù hợp cho các công việc khác nhau. Làm việc theo cặp, thảo luận và chọn ra robot mà bạn nghĩ là tốt hơn cho mỗi công việc và nói lý do tại sao. Ví dụ, I think The OP-12 is better for being a cleaner. It completes tasks more quietly and works more carefully. Tôi nghĩ OP-12 tốt hơn khi trở thành một người dọn dẹp. Nó hoàn thành nhiệm vụ yên tĩnh hơn và làm việc cẩn thận hơn. Cleaner, người dọn dẹp. Construction worker, công nhân xây dựng. Sales assistant là trợ lý bán hàng. Rescue worker là nhân viên cứu hộ và waiter là phục vụ. Khả năng di chuyển nhanh FR-61 3 sao, OP-12 5 sao. Làm việc cẩn thận FR-61 4 sao, OP-12 5 sao. Hoàn thành nhiệm vụ một cách yên tĩnh FR-61 1 sao, OP-12 3 sao. Điều hướng tốt FR-61 2 sao, OP-12 5 sao. Nâng vật lên cao FR-61 5 sao, OP-12 3 sao. Nhận dạng giọng nói tốt FR-61 4 sao, OP-12 2 sao. Sức mạnh FR-61 có thể nâng 250 kg, OP-12 có thể nâng 330 kg. Thời lượng pin FR-61 34 giờ, OP-12 48 giờ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này như sau. I think the OP-12 is better for being a rescue worker. It moves faster and navigates better than the FR-61. Yes, I agree. I think the FR-61 is better for being a sales assistant. It lifts objects higher and recognizes voices better than the OP-12. You're right. Tôi nghĩ OP-12 tốt hơn khi là một nhân viên cứu hộ. Nó di chuyển nhanh hơn và điều hướng tốt hơn FR-61. Vâng, tôi đồng ý. Tôi nghĩ FR-61 tốt hơn khi là một trợ lý bán hàng. Nó nâng vật thể cao hơn và nhận dạng giọng nói tốt hơn OP-12. Bạn đúng. Phần B, bạn nghĩ robot có thể làm bất cứ công việc nào mà tốt hơn con người không? Tại sao là tại sao không? Ở đây có một ví dụ của chúng mình. I think robots can be better cleaners. Cleaning is a simple job and robots don't get tired. Tôi nghĩ robot có thể là những người dọn dẹp tốt hơn. Dọn dẹp là một công việc đơn giản và robot không cảm thấy mệt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Chúng mình có thể trả lời câu hỏi này như sau. I think robots can be better waiters because robots don't need to rest and move very fast. Tôi nghĩ robot có thể là phục vụ tốt hơn bởi vì robot không cần nghỉ ngơi và di chuyển rất nhanh. Ok, vậy là tiết học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô hy vọng là sau tiết học này chúng mình sẽ có thể so sánh được robots. Chúng mình sẽ sử dụng được so sánh hơn của trạng từ cũng như là thể hiện được sự đồng ý bằng cách nói I agree. Cô cũng hy vọng là chúng mình sẽ hiểu và yêu thích tiết học của cô. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những tiết học lần sau. Goodbye and see you again.